uống nước đi anh. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ hôm bữa anh dắt em đi khách sạn không? Anh nhớ chứ. Đúng là em khờ thiệt mà. Linh, thời gian qua anh bị mất trí nhớ, không thể nào tìm em được. Bây giờ anh muốn nói với em là anh... Ơ, à, anh Tài, anh mới về hả? Em. Ai vậy? Đây là anh Nhân, bạn em, người mà em hay kể cho anh nghe đó. Ờ, chào Nhân. Dạ, chào anh. Giới thiệu với anh Nhân, đây là anh Tài, chồng em. Tới đâu chưa? Mới tới anh. Ờ, ok. Ở chơi làm bye bye cho vui. Em vô nước máy khô đi. Dạ. Dạ thôi, em không biết nhậu anh. Ờ. Ờ, mà hồi nãy anh định nói với em cái gì á? Anh tính nói với em là anh sắp đám cưới rồi. Bữa đó em tới chơi nha. À, nhớ mời em nha. Bữa đó hai vợ chồng em sẽ tới. À, anh nhớ ra là anh có chuyện, anh xin phép đi trước. Ok, bữa nào ghé chơi. Dạ. Cô à, đây, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô nói đi, cô ăn cái gì mà da tay đẹp quá vậy? Chỉ coi mà. Cảnh quan, biến gì ngủ. Tao hỏi mày thằng Nhân đâu? Tôi không có biết. Anh Nhân làm gì mấy anh mà sao mấy anh cứ kiếm Nhân hoài vậy? Mày muốn biết phải không? Mày muốn biết thằng Nhân nó làm gì anh tao phải không? Nó làm mất cái gì đấy cả tao. Sao bây giờ? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Anh chào tôi đập nát tôi ấy cho tao. Phương ơi, Phương, Phương, hãy cứ để anh phải sống đau đớn, dằn vặt với nỗi cô đơn, vì chẳng ai phải xóa được về tình xưa. Đừng mòn mỏi mong chờ anh đã chờ biết bao lâu, mà người anh yêu lúc xưa có về đâu? Người ơi anh xin lỗi em, hãy làm lại chính em đi, bởi tình yêu ta đã sai khi gặp nhau. Đừng bước tìm con đường anh, đừng lặp lại nỗi đau anh, đừng để tim em phải đau vì anh. Hãy cứ để anh phải sống đau đớn, dằn vặt với nỗi cô đơn, vì chẳng ai phải xóa được về tình xưa. Đừng mòn mỏi mong chờ anh đã chờ biết bao lâu, mà người anh yêu lúc xưa có về đâu? Người ơi anh xin lỗi em, hãy làm lại chính em đi, bởi tình yêu ta đã sai khi gặp nhau. Đừng bước tìm con đường anh, đừng lặp lại nỗi đau anh, đừng để tim em phải đau vì anh. Đừng bước tìm con đường anh, đừng lặp lại nỗi đau anh, đừng để tim em phải đau.
bà, nghe tôi nói nghe này nè. Gì? Trời ơi, lẹ đi. Đang kiếm tiền. Tối nay tôi có tiệc, tôi nhờ bà trang điểm cho tôi. Làm gì? Trang điểm cái kiểu mà mặt mộc mà tôi hay ra đường á. Thôi má. Bình thường á, ớt lớp phấn trên mặt á, có hình Facebook ghi mộc mộc. Trời ơi, biết nó nhỏ thôi được. Không sao đâu, cứ chơi bình thường. Anh em cứ chơi nha, tôi có một chuyện chút. Tiếp đại khách quý. Thế hôm nay tao coi mày giỏi tới đâu. Đang làm cái gì vậy? Em xin lỗi, nhưng mà em đâu theo anh hoài được. À, nó... Má ơi đó. Tôi muốn hạ ông trọng. Cô nghĩ làm sao vậy? Ảnh là anh tôi mà, sao tôi bán đứt ảnh được? Không đền nào. Cô nghĩ tiền có thể mua được tôi sao? Sai lầm. Chứ anh muốn gì? Ngoài tiền, anh còn muốn em nằm trong bộ sưu tập của anh. Từ khi mày hại em tao, tao quyết không tha cho mày. Và ngày hôm nay là ngày chết của mày. Chị hai, chuyện em để em lo. Mấy thằng trong nhà ra khỏi đây. Tao thích những thằng quân tử như mày.
xin mời. Chó con mà dám chơi với tao hả? Giọt nước mắt bay sờ vỡ tan, làm sao anh quên cảm giác khi bên người. Giờ em đang nơi đây, riêng mình anh vô cùng hoang vắng. Tình yêu đó không còn với em, nụ hôn kia em đã trao anh. Giờ riêng anh nơi đây ôm nỗi đau, đi vào giấc con đường anh, đừng lặp lại nỗi đau anh, đừng để tim em phải đau. Lên thân trong đêm chi xin mình anh kéo anh, lòng anh như em, những phút giây ta ấm nồng. Mình bên nhau mình thể có nhau suốt đời, vượt qua khó khăn. Sao em xa đi để cho mình anh lẻ loi, vì sao hai em đưa bỏ anh để trốn hẹn. Rồi để anh lăn dài khẽ xây mấy đêm, vì ta cây xa. Nếu em bước đi rồi, nếu em chẳng quay về, thì hãy im vui bên người yêu của em bây giờ. Còn xin anh vẫn mang niềm đau.